Vâng, xin chào tất cả quý vị đã quay lại với kênh của Nguyễn Phúc Japan. Thì hôm nay mình lại lên video clip và giới thiệu tất cả quý vị và các bạn một lô hàng mà bên mình mới về. Đó là những cái bộ dàn mini hàng Nhật bãi. Tất cả còn nguyên đan nguyên kiện nhé, hàng bãi về còn rất đẹp nhé. Có các loại thương hiệu như là Sony này, Pioneer này, Awa này, Kenwood này, Denon này, Panasonic này, Sony, nói chung là tất cả các thương hiệu nổi tiếng của Nhật. Tất cả còn rất là đẹp nhé, nguyên đai nguyên kiện luôn này. Những cái bộ dàn mini này thì nghe nhạc trong gia đình tiếng là rất là hay nhé. Và đây là một số mẫu EQI lọc xì hàng mã Hàn Quốc của hãng Kim Dung và hãng Liver. Thì đây là dòng này, dòng có tai màu đen là 315 nhá, mặt phay nhôm trắng rất đẹp này, máy đẹp keng luôn nhá, ngoài lọc tiếng karaoke nghe nhạc rất hay. Đây là lọc liver này, 20 cần gạt, còn loại kia là đi 30 cần gạt nhá. Dàn mini về rất nhiều nhé. Giá cả rất hợp lý thôi, như bằng bộ dàn bộ loa vi tính của Trung Quốc thôi. Nhưng mà chất lượng của hàng Nhật thì nó khác hẳn luôn. Đồng hồ nhé, đồng hồ bên mình cũng phải rất nhiều nhé, đủ các loại mẫu mã. Các bạn nào có nhu cầu mua liên hệ mình theo số điện thoại 035 874 2679 nhé. Bạn có thể vào kết bạn Zalo theo số này, mình có thể gửi cho tất cả các loại mẫu mã cũng như giá cả của từng chiếc một. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại tại video clip tiếp theo nhé.